Hello, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Ichimoku Việt Nam và quay trở lại với video của người Man. Ở trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ về cái diễn biến của phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 28 tháng 5. Đó, và chúng ta sẽ đưa ra những cái kế hoạch, những cái kịch bản cho VN-Index ở trong phiên giao dịch ngày mai cũng như là các phiên giao dịch sắp tới. Khi mà ngày hôm nay thì VN-Index của chúng ta có một phiên tăng tương đối là mạnh, đúng không ạ? Và nó đang tiếp cận đỉnh cũ rồi. Đó, thì chúng ta sẽ cùng đưa ra những cái kế hoạch giao dịch dành cho anh chị nhà đầu tư đang cầm tiền hay là đang cầm cổ phiếu. Rồi chúng ta cũng sẽ tìm kiếm những cái cổ phiếu để anh chị có thể đưa vào watchlist theo dõi anh chị nha. Những cái cổ phiếu mà nó khỏe hơn thị trường để mọi người có thể là chủ động khi mà thị trường nó có những cái sự biến động hoặc là những cái cổ phiếu nó về điểm mua thì anh chị có thể là tham gia để giải ngân được anh chị nhá. Rồi ok, thì trước khi mà đi vào nội dung của video thì anh chị đang theo dõi video, mọi người có thể là ủng hộ cho Man một lượt like và những cái trái tim màu tím ở dưới phần bình luận anh chị nhé, để tăng cái tương tác cho cái video này. Đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều và hy vọng rằng là những cái chia sẻ của Man sẽ mang lại cho anh chị thật là nhiều những cái góc nhìn khách quan cũng như là những cái kế hoạch giao dịch thật là hiệu quả anh chị nha. Rồi thì chúng ta sẽ đi vào phiên giao dịch ngày hôm nay. Hôm nay thì VN-Index của chúng ta tăng 14,05 điểm, đóng cửa mức là 1.281,73 điểm. Rồi chúng ta có 342 mã tăng và 87 mã giảm. Đó, VN30 thì tăng 14,87 điểm, đóng cửa mức là 1.299,75 điểm. Chúng ta có 27 mã tăng và một mã giảm thôi. Đó, HN Index và Upcom ngày hôm nay cũng giữ được cái sắc xanh khá tốt. Thì anh chị thấy là cái động lực tăng của chúng ta ngày hôm nay đến từ nhóm VN30 rất là nhiều. Đó, bằng chứng thì chúng ta nhìn thấy là cái điểm số mà VN30 tăng thì nó nhiều hơn VN-Index, đúng không ạ? Nhưng mà cái sự lan tỏa sắc xanh ngày hôm nay cũng khá tốt anh chị nha. Cũng khá tốt, chúng ta có một cái phiên mà sắc xanh cũng chiếm ưu thế rất là nhiều so với những cái mã giảm. Đó, nhưng mà với cái việc mà kéo VN30, đặc biệt là nhóm ngân hàng, thì anh chị thấy là những cái thời điểm mà VN-Index chúng ta tăng nó chỉ khoảng tầm 4 đến 5 điểm thôi, thì hầu hết các cổ phiếu midcap cái giá của nó cũng tương đương với cái thời điểm hiện tại khi mà VN-Index tăng 14 điểm. Đó, cho nên là với cái việc mà kéo trụ thì cái điểm số của chúng ta sẽ tăng khá nhanh, nhưng mà các giá của các cổ phiếu thuộc nhóm midcap thì nó không tăng được nhiều, đúng không ạ? Cho nên là đánh giá về cái phiên tăng điểm ngày hôm nay thì chúng ta thấy là một phiên tăng điểm về chỉ số thì rất là tốt. Đấy, nhưng mà về chi tiết các cổ phiếu ở trong thị trường thì nó lại không được quá tốt, đúng không ạ? Nó lại không được quá tốt. Đó. Với cái diễn biến mà thị trường chúng ta nó tăng điểm một cách vừa phải, đúng không ạ? Và nó có cái đất diễn cho nhóm mid cap thì em nghĩ là nó sẽ ok hơn, đúng không? Còn việc kéo cái điểm số nó rất là nhanh, nó đã gần về đến đỉnh cũ rồi ấy, thì cái sự tăng giá của nhóm mid cap thì nó sẽ đâu đó nó sẽ bị thu hẹp bớt phần nào. Đó, cho nên là về mặt điểm số thì là một cái phiên tăng rất tốt, nhưng mà nó lại không được quá tích cực anh nhỉ, nó lại không được quá tích cực về các cái cổ phiếu mid cap. Đó, ngoài ra thì thanh khoản của chúng ta ngày hôm nay khá cao, 22.000 tỷ, đúng không ạ? Và cao hơn phiên ngày hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta chỉ có đâu đó khoảng tầm hơn 17.000, gần 18.000 tỷ thôi, nhưng ngày hôm nay thì nó đạt được hơn 22.000 tỷ thì cũng khá là ổn, nó chưa phải là mức cao nhá. Đây vẫn là một cái phiên tăng điểm với thanh khoản gia tăng, nhưng nó không phải là thanh khoản gọi là quá cao, cho nên là em nghĩ là chúng ta vẫn chưa có cái vấn đề gì ta phải quá lo cả. Đó mọi người nhá. Chúng ta đảo qua một chút về nước ngoài nhá. Ngày hôm nay 28, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ, trong đó có CTG hơn 400, rồi các cổ phiếu khác cũng bán tương đối nhiều. Chúng ta nhìn trên cái bảng thống kê thì cái giao dịch của khối ngoại nó vẫn đang rất là kinh khủng, đúng không ạ? Đó, vẫn đang có những cái động thái bán rất là rát. Đó, rồi ok, thì đấy là về phiên giao dịch ngày hôm nay. Nhìn chung chúng ta đánh giá là một phiên giao dịch tích cực của thị trường, chứ nó cũng không phải là quá tiêu cực, không phải là xấu, nhưng mà có một cái điểm trừ nho nhỏ là nó tăng hơi nhanh, đúng không? Bằng các cổ phiếu trụ, và khối ngoại nó vẫn đang bán tương đối rát. Đấy là những cái điểm mà chúng ta gọi là một số cái điểm trừ nho nhỏ ngày hôm nay thôi. Hôm nay về nhóm ngành thì anh chị thấy là có nhóm chứng khoán thì cũng có cái tín hiệu khá tích cực, nhưng đặc biệt là đến từ một vài cổ phiếu riêng lẻ như là MBS, như là VDS, đúng không? Rồi
BVS đó, đấy là những cổ phiếu mà nó có cái sự tích cực nhất ở trong nhóm ngành ngày hôm nay. Rồi nhóm dầu khí thì cũng có một cái sắc xanh chiếm đa số, nhưng mà cái biên độ tăng thì nó không phải quá nhiều đó, cho nên chúng ta đánh giá là nó là một cái phiên tích lũy thôi. Đấy, ngân hàng tương tự, cuối phiên kéo ngân hàng rất là nhanh đó, cho nên là chúng ta thấy điểm số nó quay trở lại bật tăng rất là mạnh, đúng không ạ? Thì cơ bản thì nhóm ngân hàng nó cũng vẫn đang ở trạng thái tích lũy thôi mọi người nhá, đều tăng giảm nó biên nó khá là nhỏ thôi, cho nên nó vẫn là biên cho nó vẫn là những cái giai đoạn tích lũy là chính thôi. Đấy, bất động sản thì chúng ta có SZC trong nhóm bất động sản công nghiệp ngày hôm nay tăng trần, đúng không? Rồi HDG, rồi các cổ phiếu khác trong nhóm bất động sản thì cũng có một cái mức độ tăng, nhưng mà nó không quá nhiều, có một số cổ phiếu nó vẫn là những cái câu chuyện riêng lẻ thôi. Rồi tiếp theo, phân bón ngày hôm nay thì anh chị thấy là tương tự, đúng không? Không có cái gì diễn biến nó quá đặc sắc. Thép cũng như vậy, cũng là giữ được sắc xanh nhưng mà biên độ tăng nó không nhiều đó. Rồi ok, thì đấy là một số cái nhóm ngành anh chị nhá. Đánh giá về phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cũng có được những cái sự tích cực nhất định, nhưng mà nó có một số cái điểm trừ nho nhỏ thôi đó. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua phần thứ hai là phần nhận định thị trường anh chị nha, để đưa ra những cái kế hoạch, những cái hành động cho anh chị nhà đầu tư, đúng không? Thì như anh chị có thể thấy là trên khung tuần thì chắc chắn rồi, chúng ta vẫn đang ở trong một xu hướng tăng trong trung hạn, và đang ở trạng thái tích lũy anh chị nhá. Tạm thời thì chúng ta đang VN-Index nó đang có tạo được một cái vùng biên ngắn, một cái vùng sideway ngắn, một cái vùng để hấp thụ những cái lực cung tiết ra khi mà nó tiếp cận đỉnh cũ anh chị nhá. Thì nếu mà thị trường chúng ta nó cứ tạo được một cái vùng biên như này thì sau đó cái cơ hội mà bật tăng của nó sẽ vẫn còn rất là cao, đúng không? Đặc biệt là khi nó đang ở một cái xu hướng tăng trong trung hạn đó. Còn ở trong ngắn hạn, trong khung daily thì anh chị thấy là với phiên bật tăng ngày hôm nay ấy, thì nó vẫn chưa phá cái vùng biên, biên dưới biên trên nó đều chưa phá, cho nên là nó vẫn đang là những cái phiên mà để tạo một cái vùng sideway thôi, một cái vùng mà một cái vùng gọi là những vùng hấp thụ những lực cung, đúng không? Vùng tái tích lũy trở lại của thị trường đó. Và chúng ta cũng đã nói với nhau khá nhiều rồi, khi mà thị trường lên vùng đỉnh cũ này với cái giai đoạn này thì khối lượng khá lớn, thì thị trường ta sẽ cần phải có những cái vùng nó tái tích lũy trở lại đấy. Sau đó thì bắt đầu nó có những tín hiệu xác nhận, một là nó vượt đấy, vượt lên thì nó sẽ xác nhận là thị trường bước vào thân sóng. Kèm theo cái tín hiệu vượt lên này thì nó cần phải có những cái nhóm ngành dẫn dắt đó. Đây là hai cái điểm mà anh chị sẽ cần quan tâm nếu như mà thị trường ta sau này nó có những cái diễn biến là vượt lên như vậy đấy. Còn hiện tại thì nó sẽ là những vùng tái tích lũy trở lại anh chị nhá. Thì bây giờ nó cũng gần lên vùng đỉnh cũ rồi, 1285 đó, thì có thể là VN-Index của chúng ta quanh những vùng 1285 này thì nó sẽ tiếp tục có những cái nhịp mà quay trở lại, rung lắc tích lũy trở lại anh chị nhá. Đó, nó sẽ vẫn có khả năng là có nhịp mà rung lắc tích lũy trở lại khi mà tiếp cận đỉnh cũ đó. Một cái vùng mà tái tích lũy lại thì em nghĩ là nếu mà hiện tại nó lên luôn ấy thì cũng được thôi, nhưng mà cái vùng tái tích lũy này nó hơi ngắn, cho nên là nó sẽ rất khó để có thể đi xa. Kể cả vượt 129x thì đoạn này mà đi luôn thì có thể nó sẽ lên vùng 1320, sau đấy nó sẽ lại quay lại rung lắc trở lại thôi. Đấy, còn nếu như mà nó cứ đi trong biên này, đi thêm một khoảng thời gian nữa, đi trong biên này rồi sau đấy nó mới bật tăng thì nó sẽ rất là đẹp cho thị trường. Đấy. Và với những cái tín hiệu hiện tại thì kể cả về TK Kijun ở trong khung daily thì nó cũng không phải là quá gần nhau, cho nên là những cái nhịp lực mà bật tăng khi nó vượt 1285 ấy thì nó cũng không phải là những cái trạng thái tăng quá mạnh. Đấy, cho nên là chúng ta thì vẫn đang nghiêng về cái kịch bản là thị trường sẽ đi quanh cái biên này, sideway quanh biên này, nó sẽ xác suất nó sẽ cao hơn. Đó, biên bên dưới chúng ta có những vùng đỉnh cũ, những vùng nền này thì nó là những cái vùng mà hỗ trợ cũng rất là mạnh, và nó cũng là những cái vùng rất là quan trọng nha. Thị trường của ta nghĩ là không nên phá vỡ những vùng này, không nên phá vỡ những vùng này, hoặc là những cái vùng nền này không nên phá vỡ những vùng này đó, nó nên tạo một cái biên tích lũy quanh đây, sau đấy nó đi lên thì sẽ ok hơn đó. Còn nếu mà nó gãy những vùng này thì khả năng thị trường ta nó sẽ tương đối là xấu, thì lúc đấy là chúng ta sẽ tính toán những câu chuyện là chúng ta tạm thời thoát khỏi thị trường đấy mọi người nhá. Cho nên là mọi người quan sát giúp em cái vùng 1250 này, và đặc biệt là cái vùng 1230. Đấy là những cái vùng mà để anh chị có thể là cân nhắc, nếu như nó vi phạm thì chúng ta sẽ hạ bớt này và thoát khỏi thị trường đó. Còn nếu mà thị trường cứ đi trong biên này thì em nghĩ là nó sẽ vẫn rất là ổn anh nhá.
nó sẽ vẫn rất là ổn để cho anh chị có thể tìm kiếm những cổ phiếu để anh chị đánh những cái nhịp T cộng, trước mắt là đánh những nhịp T cộng và đợi thị trường nó tích lũy xong để nó vào sóng, đúng không ạ? Đấy, thì những cái nhịp sideways như này, những cái nhịp có những cái vùng tái tích lũy như này thì anh chị lưu ý là thị trường nó sẽ cái dòng tiền nó sẽ tìm đến những cái cổ phiếu riêng lẻ có những câu chuyện riêng và nó giữ được cái form tăng, cái trend tăng rất là tốt, nó khỏe hơn thị trường rất nhiều. Chúng ta gọi đấy là những cổ phiếu top 1. Anh nhá, thì giai đoạn này, những cái giai đoạn mà tích lũy này thì chúng ta sẽ đi tìm những cái cổ phiếu riêng lẻ. Đấy, những cổ phiếu mà được dòng tiền tìm đến. Đúng không? Nó khỏe hơn thị trường. Đó, còn chúng ta cũng sẽ không quan tâm quá nhiều vào điểm số, chỉ trừ khi nào nó bị phá vỡ những cái vùng hỗ trợ mà chúng ta nói thôi. Thì lúc đấy là khả năng những cổ phiếu đấy nó cũng sẽ gãy. Đấy, mà nếu như thị trường gãy những vùng này thì những cổ phiếu đấy gãy, những cái cổ phiếu mà khỏe đấy nó gãy thì gần như là thị trường ta nghĩ là nó cũng không còn gì. Thực sự là như vậy, nó cũng không còn gì. Đấy, cho nên là những cái thời điểm hiện tại thì mọi người hãy nhớ giúp em một điều thôi, nó đang là cái vùng tái tích lũy trở lại. Và cái ở những vùng tái tích lũy thì chúng ta sẽ đi tìm những cổ phiếu riêng lẻ mà nó thu được dòng tiền, nó giữ được cái trend tăng. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đó, còn những cái vùng quản trị rủi ro chúng ta sẽ là vùng 1250 và vùng 1230. Mọi người nha, đơn giản như vậy thôi. Ok, thì đấy là về thị trường mọi người nhá. Đấy về thị trường. Ở trong khung H1 chúng ta xem qua xem là có tín hiệu khách sạn các thứ gì không. 2, 4, 6, 8, 9 cũng chưa có cái tín hiệu khách sạn gì quá là lớn cả. Đúng không? Nó còn chưa phá, chưa vượt đỉnh cơ. Cho nên là về cái trạng thái TK Kim Tu nó vẫn đang khá là gần đường giá thôi. Nó không có gì nó quá là mất cân bằng cả. Trong khung 15 phút thì đang có một trạng thái tăng khá tốt nhờ 2, 4, 6, 8, 9. Chúng ta sẽ vẫn còn hơn một tiếng nữa sẽ vẫn là những cái trạng thái là hai kiếm nó chặt nhau, thì cái cơ hội bật tăng ở trong ngắn hạn chúng ta sẽ vẫn có nhỉ, để tiếp cận đỉnh cũ đó. Cho nên là về ngắn hạn em nghĩ là thị trường sẽ có thể tiếp cận được đỉnh cũ đấy anh chị nhá. Có thể ngay trong phiên buổi sáng ngày mai thị trường đã tiếp cận lại những vùng đỉnh, những cái vùng đỉnh cũ này rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà khi mà tiếp cận đỉnh cũ này thì chúng ta nếu mà có mua thì anh chị cũng lưu ý là hạn chế mua đuổi anh chị nhá, hạn chế mua đuổi và hãy tìm kiếm vào những cái cổ phiếu riêng lẻ nhá. Đấy, tìm kiếm vào những cổ phiếu riêng lẻ để chờ những nhịp rung lắc xuống thì anh chị có thể là mua vào những cổ phiếu đấy, đúng không ạ? Đó, thì đấy là về thị trường mọi người nhá. Các cổ phiếu riêng lẻ thì ở trong các buổi livestream vừa rồi thì em cũng có giới thiệu với mọi người tương đối nhiều rồi, đúng không? Đó, chúng ta có rất nhiều cổ phiếu ở đây. Đó, một cái danh sách ở đây. Thì ngày hôm nay thì em có mua cổ phiếu PVP quanh những vùng giá này thôi. Đó, mua PVP. Đấy, PVP. Anh chị nha, thì ngày hôm nay em có mua PVP. Rồi trước đó thì có mua PVC ở quanh vùng 15.8 đúng không? Đó, quanh vùng 15.8 rồi có mua SSI ở 36.2. Thì hiện tại nó đang lỗ nhẹ một chút nhưng mà nó vẫn đang ở trong những vùng tích lũy thôi. Đó, thì những cổ phiếu này mà anh chị cầm dài thì vẫn hoàn toàn là yên tâm thôi. Đấy, ngoài ra chúng ta có PSR trong nhóm cao su chúng ta mua ở những vùng hỗ trợ này, quanh vùng 60. Đúng không? Nó cũng đang có những cái trạng thái rất là tốt nha. Đó, nó cũng đang có những trạng thái rất là tốt. PSR. Đó, chúng ta mua quanh vùng 60 thì vẫn đang cầm thôi anh chị nhé. Vẫn đang cầm thôi, hôm nay mua thêm PVP nữa. Đó, thì chúng ta cứ túc tắc, chúng ta nhặt, chúng ta lựa cổ phiếu ở trong giai đoạn hiện tại thôi. Đấy, thằng PVP anh chị nhìn thấy nó tạo được một cái vùng nền rất là tốt này. Đúng không? Nó tạo được một vùng nền rất là tốt và đang có những tín hiệu muốn vượt lên rồi. Thì em nghĩ là mua ở quanh những vùng này thì cũng rất là ok thôi. Phá nền thì chúng ta chạy sau nhưng mà cái xác suất nó phá nền thì nó không cao. Mà PVP mà gãy nền này thì khả năng thị trường chúng ta nó cũng sẽ mất những vùng hỗ trợ rất là mạnh. Đó. Cho nên là em nghĩ là khá ok thôi. Đấy. Thì nếu như anh chị nào mà chưa có cổ phiếu thì anh chị vẫn hoàn toàn có thể tham gia được nhé. Ở trong những phiên ngày mai hoặc trong những phiên sắp tới thậm chí nó test lại những vùng nền này. Mà anh chị thấy vol thấp là anh chị cứ nhảy vào thôi. Không sao đâu. Anh nhá. Là anh chị cứ nhảy vào thôi. Nếu mà chẳng may mà nó phá cái vùng nền này chúng ta chạy sau, nhưng mà xác suất nó rất là thấp, 16.5. Đúng không? PVP, PVT đều đang ok, nó đều đang quay lại cái vùng nền này thôi. Khối lượng nó không cao. Đúng không? Khối lượng cái áp lực bán nó không cao cho nên là nó vẫn đang rất là ổn thôi. Đấy. Rồi thậm chí là gách. Gách về đâu đó 23.5 cộng trừ anh chị cũng hoàn toàn có thể mua được. Đúng không ạ? Đó, rất là nhiều cổ phiếu khác như là PHR như em vừa nói đấy. Test về đâu đó 61.5 cộng trừ 61.5 là anh chị cũng hoàn toàn có thể mua được. Đấy, còn các cổ phiếu khác thì nó chưa có điểm mua bởi vì là nó chưa tích lũy đủ.
nó chưa tích lũy đủ như là PVP, PVT, đó là đâu đó những cổ phiếu như đấy thì nó tích lũy được khoảng tầm hơn chục phiên rồi, còn các cổ phiếu khác nó mới được có vài phiên thôi, thì chúng ta sẽ vẫn phải chờ đợi thêm. Nhưng mà chúng ta đưa vào những cái danh mục theo dõi, đây là những cổ phiếu mà nó khỏe hơn thị trường, đúng không? Chúng ta đưa vào danh mục theo dõi anh chị nhé. PAN này đúng không, PAN mà test lại đâu đó quanh vùng tầm 23.5, 23.8 anh chị vẫn có thể mua được này. Đó, nó quay lại đang test lại những cái vùng nền ở đây này là anh chị cũng có thể mua được này, đúng không ạ? Đấy, đấy là những cái cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm nha. Đó, những cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm. Rồi Damaco đúng không, cũng đang có một tín hiệu khá tốt nhỉ, được những cái phiên ở đây này. Nếu có nhịp mà nó test xuống quanh vùng 33.5 và 4 là em nghĩ anh chị có thể lấy được, có thể lấy được anh chị nhá. Vol đoạn này cũng rất là thấp rồi đó, nó cũng đang cho những tín hiệu là muốn chạy tiếp đấy. Đó thì đấy là những cái cổ phiếu khỏe mà anh chị có thể tham gia, quan tâm và tham gia và chọn điểm mua nhá, chọn thời điểm mua đấy. Thì nếu như mà anh chị mà cần cơ cấu danh mục thì anh chị có thể liên hệ với em An nhá. Đó thì trong nhịp vừa rồi thì ở trong room của em cũng phải cơ cấu đấy, đúng không? Những cổ phiếu yếu như là Shell, như là Novaland, như là SBS các thứ, những cổ phiếu yếu mà mua mà có thể là những anh chị khách hàng trong room vẫn nắm là em cũng đã phải cơ cấu sang Dabaco rồi, cơ cấu sang FTS rồi, hoặc là HCM, đúng không ạ? Đó là phải cơ cấu rồi ấy, chứ không là chúng ta vẫn cầm đến bây giờ thì nó rất là khó để anh chị về bờ được, nó mất rất nhiều thời gian, đúng không ạ? Nó mất rất nhiều thời gian. À, không phải đây. Đây. Nó mất rất nhiều thời gian. Đây, ngày 8 tháng 5 là em đã phải cơ cấu sang rồi, đúng không ạ? Những cái mã hiện tại trong room có những mã này đang yếu hơn thị trường này. Anh chị có những mã này thì mọi người mua đảo sang các mã như là Damaco, FTS hoặc là HCM này. Đấy, rồi hôm đấy có nhắn cho anh chị ở trong room mà nếu mà chưa có nhóm chứng khoán thì có thể mua thêm cả HCM nữa, quanh vùng 27.8, 27.85, đúng không ạ? Thì hiện tại những cổ phiếu đấy em vẫn cầm thôi. Nó có thể là ngày mai nếu mà lên những vùng đỉnh cũ là em sẽ cân nhắc em bán bớt một phần nha. Sẽ bán bớt một phần thôi chứ em không bán hết đâu. Đó mọi người nhá. Ok, thì anh chị nào mà cần cơ cấu danh mục thì anh chị cứ nhắn tin cho em nhá, thì em sẽ hỗ trợ mọi người cơ cấu lại danh mục làm sao mà có những cái cổ phiếu nó khỏe nhất, giúp anh chị có thể nhanh về bờ hoặc là nhanh có lãi nhất. Đấy, rồi anh chị yêu quý, anh chị chưa biết mua bán cổ phiếu nào thì anh chị có thể liên hệ với Man để Man chia sẻ cho anh chị những cái cổ phiếu anh chị có thể tham gia. Đó, đặc biệt là nếu như anh chị mà yêu quý thì anh chị có thể là đồng hành cùng với Man ở công ty chứng khoán SSI anh chị nha. Hiện tại thì anh em ITP đã chính thức là ký hợp đồng với bên công ty SSI rồi và cũng đã có ID rồi. Đó, em An cũng đã có ID rồi 2770. Anh chị nhá, thì anh chị nào yêu quý và chưa có một người đồng hành phù hợp thì anh chị có thể liên hệ với Man để Man sẽ đồng hành cùng với anh chị. Nhờ chúng ta có thể là mở tài khoản bên SSI và cùng nhau đầu tư, cùng nhau kiếm tiền ở trên thị trường chứng khoán mọi người nhá. Rồi ok, thì em sẽ xin phép dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong những buổi livestream tối ngày hôm nay vào lúc 20 giờ 15 phút mọi người nhá. Rồi ok, xin chào, bye bye cả nhà.